xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ha. Địa chỉ bên tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy tình yêu ơi. Hôm nay là em sẽ quay tư liệu ngắn cho mấy chị nha. Em quay ba loại luôn. Vàng Italy, vàng 18K và vàng công ty 980 cho mấy tình yêu luôn nha. Đây. Đây là mâm vàng Italy 750 nè mấy anh chị nè. Xin ông mấy chị. Đó quá xuất sắc luôn. Rồi tiếp tục là mâm vàng công ty 980 nha mấy tình yêu nha. Đây, em cái này là em quay sơ lược qua cho mấy chị coi, hồi nữa em sẽ quay cận cảnh lại cho mấy tình yêu của em nha. Rồi tiếp tục là mâm vàng công ty 710 nè mấy anh chị yêu nè. Đó, quá đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Xin không? Rồi, tiếp tục mấy anh chị đợi em một tí xíu, em sẽ quay cận cảnh từng mẫu một cho mấy anh chị xem. Dạ rồi, bây giờ em sẽ quay giới thiệu vàng công ty 980 cho mấy tình yêu trước nha. Rồi đây, em có nhẫn hoa mai nè mấy anh chị nè. Đó, nguyên một rừng hoa mai luôn nha mấy chị nha. Mình đeo may mắn nha mấy tình yêu nha. Tết đến xuân về đeo là cuộc đời luôn, nở bông luôn nha mấy anh chị nha. Rồi, đây nhẫn hoa mai nha. Quá xuất sắc luôn mấy tình yêu ơi. Bên em có đầy đủ trọng lượng luôn cho mấy tình yêu. Nhẫn này là nặng là tầm khoảng là 3 chỉ đổ lại nha. 8 phân 9 phân em vẫn có luôn nha mấy anh chị. Đó, quá xinh luôn mấy tình yêu ơi. Hàng về là ngập tràn tiệm vàng Kim Thành Thảo. Mấy tình yêu thích mẫu này nhanh tay cái chụp màn hình lại cho em gái nha. Rồi tiếp tục là em có mặt nữa nha mấy anh chị yêu nha. Em có mặt dây luôn nha. Mặt dây chuyền tim hoa mai. Mặt dây chuyền tim hoa mai nha mấy tình yêu nha. Mặt này nặng là 5 phân 8 một mặt thôi. Quá xinh luôn. Đó, tình yêu nào thích mẫu này nhanh tay cái chụp màn hình lại cho em gái nha mấy anh chị nha. Đó, có mặt hoa mai quá ư là đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Rồi, tiếp tục em có mặt phạt di lạ nè mấy chị yêu nè. Em có mặt phạt di lạ nha. Cực kỳ nhiều hàng luôn mấy tình yêu ơi. Tết tới rồi nhập hàng Việt quá xá nhiều luôn mấy anh chị. Đây, mặt phạt di lạ hào quang mốc máy 7 màu luôn cho mấy anh chị yêu luôn. Mẫu này nặng là 2 chỉ 2, 2 chỉ 3 một mặt nha mấy anh chị nha. Quá xinh luôn. Đó, 2 chỉ 2, 2 chỉ 3 một mặt. Rồi, nhanh tay chụp màn hình lại cho em gái nha mấy anh chị nha. Rồi, tiếp tục em có mặt đồng điếu nha mấy chị nha. Dạng mặt đồng điếu nè. Đây, em có mặt đồng điếu luôn cho mấy tình yêu của em luôn. Mẫu này nặng là tầm khoảng là 5 phân 2 một mặt nha. Quá ư là đẹp luôn mấy chị, cực kỳ sang luôn. Rồi, cái này em có mặt đá cẩm thạch luôn nha mấy chị nha. Cẩm thạch phú quý. Đá cẩm thạch phú quý nha mấy chị nha, nặng là 5 phân rưỡi một mặt. Đây quá đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Đó, trong là nó lỏng có hoa mai cho mấy anh chị nữa nha. Rồi tiếp tục em có mặt phạt này mấy nha, mặt oval cẩm thạch luôn. Hôm nay là em chuyên đề là cẩm thạch cho mấy tình yêu của em nha. Đây mặt oval cẩm thạch nặng 5 phân 9 một mặt, quá xinh luôn. Đây mặt mẹ quan âm là nằm trên cái lá nè mấy chị nè. Đây mặt mẹ quan âm quá đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Rồi tiếp tục nha, em sẽ quay em sẽ giới thiệu vàng công ty 610 cho mấy chị. Đây là nhẫn nha mấy chị nha. Đây là cái nhẫn VIP bên em luôn. Quá sáng luôn mấy tình yêu ơi. Cắn hộp bia ghét sáng rực rỡ luôn. Nặng là 7.1 một nhẫn nha mấy tình yêu nha. Đó, nhanh tay chụp màn hình lại cho em gái nha. Tiếp tục là em có cái nhẫn yêu say lầm nè mấy tình yêu ơi. Nhẫn yêu say lầm quá xuất sắc luôn. Đây, cái nhẫn yêu say lầm nhẫn này nặng là tầm khoảng là 6.5, 6.6 một chiếc nha mấy anh chị yêu nha. Đây, quá đẹp luôn mấy chị. Mấy anh chị lưu ý dùm em là bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha. Số tài khoản là 25391629. Ngân hàng ACB, chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu nha mấy anh chị. Trước khi mình chuyển khoản bên em, mình nhớ ép qua Zalo gọi điện thoại video để xác nhận tiền với lại cô chủ rồi mình hãy chuyển khoản nha. Để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo nha. Đây, đây là nhẫn hoa mai nha mấy chị yêu nha. Sáng rực luôn, nặng là 2 chỉ 3, 2 chỉ 4 một nhẫn. Quá đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Rồi tiếp tục nha, em có nhẫn hoa mai nữa. Hôm nay là chuyên đề hoa Tết tới mấy chị, cho cuộc đời nó nở bông nha mấy chị nha. Rồi tiếp tục em có một cái nhẫn nè mấy chị nè. Đây nhẫn hoa luôn nha mấy tình yêu. Nhẫn này nặng là 3 chỉ 2, còn nhẫn này là 3 chỉ 6 nha mấy chị yêu nha. Quá đẹp luôn, vừa tắm vừa một máy sáng rực rỡ luôn cho mấy tình yêu của em luôn. Rồi tiếp tục em có một cái nhẫn này là nhẫn MC 3 màu luôn cho mấy chị. 2 màu 3 màu luôn cho mấy tình yêu nè. Nhẫn móc máy đẹp lắm luôn. Trời ơi, sáng rỡ luôn cho mấy tình yêu của em luôn. Nặng là tầm khoảng là 3 chỉ 4 nha mấy chị yêu nha. Rồi tiếp tục em có mặt này mấy chị.
em có mặc thương hiệu vàng công ty 610 luôn, mặc chữ H này mấy chị nè, xinh không mấy chị? Mặc chữ H nặng là một lượng một mặt nha mấy chị, quá đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Em có cái chữ trà nồi nữa nè mấy chị yêu nè. Nặng là tầm khoảng một lượng một cái nha mấy tình yêu nha, mặc trà nồi. Rồi, tiếp tục là em có cái mặt hoa. Hoa mai. Quá đẹp luôn mấy tình yêu. Mẫu này nặng là 4.1 nha. Đó. Rồi tiếp tục em sẽ lên mặt hoa mai, hoa hồng lưới cho mấy chị yêu nè. Nặng là tầm khoảng là 3 chỉ mấy 4 chỉ một mặt nha. Mà quá ư là đẹp luôn mấy chị yêu. Đó. Quá ư là đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Tiếp tục em có cái mặt trà nồi nè mấy chị nè, xinh luôn mấy chị, trời nó sáng rực rỡ luôn mấy tình yêu ơi. Hộp này là hộp cao cấp nha. Nặng là 5.3 một mặt. Rồi tiếp tục em có tiếp tục cái mặt cực kỳ đẹp luôn mấy chị, cái giọt của nó mấy chị nè. Full tắm luôn cho mấy chị yêu, nặng là 7.2 nha. Vừa tắm vừa móc máy sáng rực rỡ luôn. Rồi tiếp tục em có cái mặt con cong. Cái mặt con cong này mấy tình yêu. Mặt con cong xinh không? Nặng là 3.4 nha mấy tình yêu nha. Quá đẹp luôn. Đó. Rồi tiếp tục em có cái mặt lệ vi. Nặng là 3.9 một mặt. Quá ư là đẹp, quá ư là xuất sắc luôn mấy tình yêu ơi. Rồi tiếp tục nha, em sẽ giới thiệu qua vàng Italy 750 cho mấy tình yêu của em nha. Rồi tiếp tục vàng Italy 750 là em có nhẫn nè mấy chị nè. Nhẫn hột trắng nha mấy chị, xinh không? Nhẫn hột trắng, hột này là VIP nha. Nặng là 11g 37 nha mấy chị, xinh quá trời luôn. Đó, đeo lên là sáng rực rỡ luôn cho mấy tình yêu luôn. Rồi tiếp tục em có nhẫn nha mấy chị nha. Em giới thiệu nhẫn trước cho mấy chị. Đây, nhẫn một hột trắng, hột bia ghét nha mấy chị nha. Hột trắng, hột bia ghét quá xinh luôn. Mẫu này nặng là 9g 9 nha mấy chị nha. 9g 95. Rồi tiếp tục nha mấy chị, em có một cái dạng nhẫn này. Đây, nhẫn em đang cầm trên tay nè mấy chị yêu nè. Nhẫn này là nặng, cái nhẫn này là nặng là 10g 9 nha, còn cái này là 12g 15 nha mấy tình yêu nha, quá xinh luôn. Đó, em có bông tai nè mấy chị. Em có đôi bông tai toàn ten trà nồi luôn nè mấy tình yêu nè. Mẫu này nặng là 9g 4, nặng là 9g 4 nha mấy tình yêu nha. Tiếp tục em có cái đôi bông quá ư là đẹp luôn, đi đám đi tiệc là xuất sắc luôn nha mấy tình yêu nha. Nặng là 12g 29, 12g 29, quá ư là đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Đó, quá xuất sắc luôn. Tiếp tục nha, em có một cái mẫu bông VIP thứ hai cho mấy chị yêu nè. Nặng là 12g 18 nha, bông cánh quạt mấy tình yêu. Đó, sáng lấp lánh long lanh luôn cho mấy tình yêu của em luôn. Tiếp tục em có cái dạng bông giọt móc nhau nè, oval móc nhau mấy chị yêu nha. Mẫu này nặng là bao nhiêu đây? Mẫu này nặng là 9g 68. Vừa tắm vừa móc máy luôn, sáng rực luôn. Rồi tiếp tục em có cái đôi bông toàn ten nè mấy chị nè. Xin không mấy chị? Mẫu này nặng là 10g 89. Quá đẹp luôn. Rồi tiếp tục em sẽ lên dòng cho mấy chị nha. Dòng này là dòng hộp nha mấy chị. Dòng 5 hộp. Sáng rực rỡ luôn, nặng là 12g 52 nha mấy tình yêu nha. 12g 52 cái dòng hộp nha mấy chị yêu. Rồi tiếp tục em có một cái dòng hộp vuông nè mấy chị. Dòng hộp vuông quá đẹp luôn. Nè, mẫu này nặng là 19g 17. Đai của nó là đai full tắm luôn cho mấy tình yêu của em luôn nha. Rồi tiếp tục em có một cái dòng tiếp theo là cái dòng thỏi vàng nha mấy chị nha. Nặng là 19g 9. Dòng thỏi vàng 19g 9, quá xinh luôn mấy chị. Ni tay là 48-50, đeo ok dùm cho em gái. Rồi tiếp tục em có cái dòng VIP này mấy chị yêu. Dòng VIP quá xinh luôn mấy tình yêu ơi. Mẫu này nặng là 36g 06 nha mấy chị yêu nha. Ni tay là 48-50-52, đeo ok dùm em gái. Đây em có một cái dòng hộp trắng này mấy chị nè. Viền vuông đai phun tắm luôn. Ở dưới là một máy cho mấy chị nha. Sáng rực rỡ luôn. Mẫu này nặng là 16g 26 nha mấy anh chị nha. Quá đẹp luôn. Rồi, đến đây là em xin kết thúc cái video này nha mấy tình yêu nha. Em xin chân thành cảm ơn anh chị cô dì chú bác đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn và gặp lại anh chị cô dì chú bác những video sau nha.